Giới thiệu với các bạn, hôm nay sau trận lụt thì quê tôi lụt nước đầy đường và đang có dấu hiệu dừng lại. Thì trong trận lụt này tôi xin giới thiệu với các bạn cách làm một cái hoa. Đây, hoa. Hoa đây các bạn. Mình quay sát vô. Rồi với chiều dài dây các bạn cắt dài 1 mét. Nếu như các bạn làm một cái hoa to hơn thì chúng ta cắt dây dài ra dài hơn. Đầu tiên mình gấp khúc. Gấp khúc. Quay sát vô. Và đâu đó xoay. Xoay, chúng ta xoay như vậy độ dài khoảng 5 vòng. 5 vòng các bạn. Các bạn nhớ đến cái thời điểm mà hai cái đường này vuông góc thì các bạn bắt đầu này. Bắt đầu đây. Thì chiều dài này bằng chiều dài của một cánh hoa. Bắt đầu các bạn gấp khúc. Đấy, và chúng ta lại tiếp tục. Cùng là chiều dài bằng chiều dài của đường kính của một cánh hoa. Chúng ta làm cánh hoa 5 cánh. Hoa 5 cánh. Con giới thiệu lụt cho ba con xem. Đây là anh bạn hàng xóm. Đây là thằng chó hàng xóm. Thằng chó vẫn rất thích lụt. Ba cánh nữa các bạn. Đây là thể thao lùi xe. Các bạn xem thể thao lùi xe. Quê tôi mà nếu năm nào mà không có lụt thì coi như một cái đặc sản của quê hương năm đó rất thiếu vắng. Năm cách đây 2 năm thì quê tôi lụt cao ngang đây các bạn. Đấy, đâu nữa là ba là con da trẻ, gái trai, chó, mèo, heo, vịt. Tất cả đều ra tham gia lội lụt. Đó là hai đứa con hăng thôi. Đấy, hoàn thành 5 cánh. Bây giờ các bạn gập như thế này. Quay đằng sau. Đấy, bắt đầu các bạn xoay ra trước. Dùng tay, hai bàn tay ép lại cho có cái độ bầu tròn của một cái cành hoa. Của một cái bông hoa 5 cánh. Rồi. Sau đó cách một khoảng 5 cm tùy theo cái mục đích của các bạn, chúng ta làm một cái bông hoa thứ hai. Thôi anh nói cái đoạn này là bông hoa thứ hai xin phép được tôi nhìn cái gì đó. Sau cái đoạn con nói con cắt ra chứ. Không cần tôi nhân.
không có ý. Rồi đi đi vừa làm vừa lội một bụt cho ba con xem. Xin mời các bạn nếu như ai có dịp thì về quê hương Lệ Thủy Quảng Bình chúng tôi để có một bước trải nghiệm về về lụt. Và trong những ngày tới thì bão số 6 đang có một dự đoán là diễn biến rất phức tạp, và khả năng nếu như mà bão số 6 mà ghé thăm quê hương Lệ Thủy Quảng Bình thì chúng ta có một cái nguy cơ lũ rất là cao, lụt rất là lớn. Ba cánh răng điện đài răng có sự cố gì điện đài không? Dạ không. À. Rồi cảnh thứ tư đã xong, còn cảnh cuối cùng là cảnh thứ năm. Mấy phút rồi con? 6-7 phút. Nhẹ nhàng như con kiến càng. Nếu các bạn thấy cái cách làm tôi hay thì xin các bạn một cái like để động viên. Nếu có cái phương án gì mà hay hơn nữa thì mời các bạn comment để chúng ta có những cái trao đổi, có những cách làm hay hơn. Và nếu thấy cách làm được, chấp nhận được thì mời các bạn hãy chia sẻ và bấm nút đăng ký để chúng ta có những cái bước gặp nhau nhiều hơn sau này. Hello, cái o này chỗ là rồi chúng ta lại làm ép cong lên để hoa năm cánh đẹp. Với cái hoa nhỏ như thế này thì tôi chưa dự định làm nhụy giữa, còn nếu hoa lớn ở giữa này có một khoảng trống bị lỗi thì chúng ta phải làm nhụy để làm lấp đi, để làm cho khiếm khuyết này được giải quyết. Và bây giờ mời các bạn xem lại hai bông hoa. Đấy, xin mời các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn.